Chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Mina Vũ VN. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan chợ cổ Mubarakia tại Kuwait, một trong những chợ cổ lâu đời nhất tại Kuwait và đã khoảng 200 năm tuổi. Bạn có thể dành rất nhiều giờ đồng hồ để lang thang trong chợ mà không biết chán. Chợ bán đủ các loại đồ như nước hoa Ả Rập, vải vóc, quần áo, các đồ lưu niệm, rau củ quả, các loại gia vị, thịt, cá. Thật sự là các bạn có thể mua được rất nhiều đồ thú vị và hay ho tại chợ này. Chợ này thì có rất nhiều cổng vào, nối mình vào đây là cổng chính đi vào chợ. Hôm nay nhiệt độ khá cao, hiện khoảng 40 độ C, thời tiết nóng ẩm, nên ban ngày người dân tới chợ không nhiều như buổi tối. Các bạn có thể thấy là chợ hiện khá là đang vắng vẻ. Như các bạn thấy đó, ngay sau cổng chính thì là nguyên một con phố của các quầy đổi tiền. Các bạn có thể đổi được rất nhiều các loại tiền ở đây như đô la Mỹ, đô la Úc, tiền Ả Rập Xê Út, tiền Ấn Độ, tiền Trung Quốc. Qua khu đổi tiền, mình lang thang vào một lối nhỏ. Đây là một cửa hàng bán đồ gia vị. Phải nói là Trung Đông đúng là thiên đường của các loại gia vị. Các món ăn ở đây hay dùng quế, đinh hương thì là rau mùi, hạt tiêu đen, ớt. Ngoài ra mùi tây và lá bạc hà thì thường được sử dụng cho các món hầm hoặc salad. Húng tây và hỗn hợp cỏ xạ hương pha trộn cũng rất phổ biến. Bên kia đường là một cửa hàng bán nước mía. Bên này mình mới thấy có vài ba cửa hàng bán nước mía chứ không nhiều như ở Việt Nam. Ồ, có một cửa hàng bán trang phục truyền thống của phụ nữ Ả Rập gọi là Abaya. Thường thì phụ nữ ở đây họ hay mặc màu đen. Mình thấy cửa hàng này bán đồ khá là cách điệu. Còn đây là trang phục truyền thống của nam giới. Có 3 màu cơ bản, mình thấy họ hay mặc là màu trắng, màu kem và màu xám. Thân mặc áo dài, đầu đội khăn, rõ ràng là không có gì phù hợp hơn đối với cuộc sống trường kỳ trong sa mạc mênh mông của người dân Ả Rập. Đi qua cổng này sẽ dẫn vào một cái quảng trường khá là rộng. Đây là địa điểm chính để tổ chức sự kiện mỗi khi có dịp. Có các hàng ghế được kê xung quanh để người dân ngồi nghỉ. Buổi tối mình thấy các em bé hay nô đùa ở quảng trường này rất là nhộn nhịp. Cửa hàng bán nước hoa Ả Rập, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những lọ tinh dầu nước hoa với mùi thơm đặc trưng và riêng biệt của xứ sở thần tiên trong chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm ở đây. Đây là khu bán quần áo. Quần áo ở chỗ này thì khá nhiều màu sắc. Với loại trang phục như thế này thì mình thấy người dân hay dùng để diện trong các buổi lễ tiệc. Mấy bộ quần áo dành cho trẻ con trông thật là sặc sỡ. Họ có bán các loại phụ kiện nữa nhưng không phải bằng bạc đâu. Người bán hàng cho mình biết là những đồ trên được làm bằng đồng và được nhập từ Iran sang. Mình có đi ngang qua một tiệm bán giày dép, đúng phong cách Ả Rập luôn.
để mình chỉ cho các bạn xem đôi dép dành cho trẻ em này xinh chưa nè. Nó được làm bằng da thật nhé và có giá là 380.000 tiền Việt. Từ hương liệu đến khăn áo, kể cả những quầy son phấn, phụ kiện chỉ dành cho nữ nhưng cũng đều do đàn ông đứng bán. Những người đàn ông này phần lớn là người lao động nhập cư từ các quốc gia khác như Ai Cập, Ấn Độ, Philippines, Bangladesh, Sri Lanka. Đây là một quầy lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh, bán mấy đồ cũng xinh xinh nhỏ nhỏ. Mấy cái giá để nến dễ thương quá nè. Quầy thủ công mỹ nghệ là một trong các quầy có thể níu kéo bước chân khách du lịch nhất, nơi bạn có thể mua những món quà với giá tiền vừa phải, lại đẹp và độc để mang về tặng cho những người thân yêu. Khăn ở xứ sở Ả Rập là một phụ kiện không thể thiếu được của các quý bà, quý ông nhé. Những chiếc khăn xinh xắn tạo nên phong cách thời trang, sự độc đáo và nét cá tính của mỗi người. Đây là khu bán cá. Nếu các bạn thích thì mình sẽ làm một video về chợ cá riêng. Còn khu bán cá này thì vì nằm trong chợ nên khá là nhỏ. Tuy nhiên cũng có đầy đủ các loại cá, tôm, ghẹ. Mời các bạn cùng mình qua xem khu bán thịt bò và thịt cừu nhé. Do người Hồi giáo có những luật lệ rất phức tạp và nghiêm khắc nên việc ăn uống cũng rất khắt khe. Thực phẩm bao gồm những thực phẩm được phép ăn gọi là halal và thực phẩm không được phép ăn gọi là haram. Các bạn có thể Google thêm để hiểu rõ hơn về hai khái niệm này nhé. Ngoài ra thì các bạn còn có thể mua được rất nhiều đồ khác nữa như quần áo, đồ chơi trẻ con, ba lô túi sách, khăn, các vật dụng gia đình, phụ kiện điện thoại. Đồ trang sức Trung Đông thật sự đã quá nổi tiếng. Với một chút khéo léo trong việc mặc cả, bạn hoàn toàn có thể mua cho mình một cái vòng cổ hay một chiếc lắc tay với thiết kế vô cùng độc đáo ở khu bán vàng của chợ Mubarakia. Trang sức ở đây hầu hết là vàng từ 18K cho đến 24K. Bên cạnh đó cũng có bạc và những loại đá quý khác. Đây là cửa hàng bán tạp hóa, bán rất là nhiều đồ lặt vặt. Các bạn nhìn xem, ở đây khi chủ cửa hàng đi vắng, họ chỉ để một vật gì đó chắn ngang cửa như cuộn túi ni lông mà không lo mất cắp. Vì theo văn hóa Hồi giáo, ăn cắp được liệt vào tội rất nặng. Có rất nhiều loại gia vị được bày bán ở đây như thảo quả, quế, ớt khô. Một số loại mình còn không biết tên và không biết cách sử dụng.
để mình quay cho các bạn xem một cửa hàng bán quả chà là, một loại quả vô cùng tốt cho sức khỏe và được sử dụng rất nhiều ở vùng Trung Đông. Các bạn có thể thấy trên màn hình là các loại chà là khô tẩm vừng, chà là tươi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đi tham quan chợ cổ Mubarakia tại Kuwait với mình. Mình hy vọng các bạn đã phần nào hình dung ra được một khu chợ cổ ở Trung Đông trông như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.